Galaxy S6 chiếc smartphone màn hình cong tràn ra hai cạnh rất độc đáo của Samsung đã chính thức có mặt tại cửa hàng Nology. Mà sau đây tạp chí Mobile sẽ đánh giá chi tiết về siêu phẩm này để các xem nó có đáng giá với những gì người tiêu dùng đang mong đợi hay không. Đầu tiên về vỏ hộp, cũng giống như S6, hộp của 6S được thiết kế đơn giản mà tinh tế với màu trắng xám, mặt trước in tên sản phẩm Samsung Galaxy S6 và đây là bản 32GB. Phía cạnh bên và dưới các thông số kỹ thuật, các thông tin về sản phẩm này, nơi sản xuất và bây giờ mình sẽ mở chiếc hộp này. Đây là chiếc S6S màu vàng. Chúng ta có phụ kiện bên trong, một là sách hướng dẫn, một rách kết nối micro USB, tai nghe, một củ sạc nhanh và một cái chọc SIM. Chúng ta để phụ kiện sang một bên và trở lại với nhân vật chính là chiếc Samsung Galaxy S6S. Về thiết kế, phải khẳng định rằng đây là chiếc smartphone có thiết kế bên ngoài rất phá cách và ấn tượng. Samsung Galaxy S6S có vẻ ngoài sang trọng và cao cấp. Toàn bộ phần thân của smartphone này như một đường cong hoàn hảo với những nét thiết kế liền mạch với nhau. Chất liệu trên máy là sự hòa quyện kết hợp giữa kim loại và kính. Sử dụng chất liệu kim loại không chỉ giúp máy sang trọng và cao cấp hơn, mà còn giúp cho Galaxy S6X trở nên chắc chắn và cứng cáp hơn rất nhiều. Hai lớp kính được bao phủ lên cả mặt trước và mặt sau của smartphone này là loại Gorilla Glass 4. Tấm kính này có khả năng chống chịu lực mạnh tác động lên máy mà hạn chế được chảy xước trong quá trình sử dụng. Nét thiết kế nổi bật của smartphone cao cấp này là nằm ở trọng lượng và độ dày của máy đang sở hữu. Mặc dù sở hữu màn hình hiển thị tương đối lớn là 5,1 inch, nhưng Galaxy S6S lại không cồng kềnh khi sở hữu độ mỏng có 7mm. Được Samsung làm với chất liệu cao cấp nên thiết bị di động này sở hữu trọng lượng khá nhẹ, chỉ có 132g. Hai chi tiết mỏng và nhẹ kết hợp với nhau sẽ đem cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người dùng khi cầm Galaxy S6S trên tay. Đặc biệt, mặt sau của siêu phẩm S6S được bao phủ lớp kính cường lực Gorilla Glass 4. Khi người dùng chúng ta để ánh sáng chiếu vào phần mặt sau của máy ở góc cạnh góc độ khác nhau, thì phần mặt kính này sẽ đổi màu sắc trông rất đẹp mắt. Duy nhất một nhược điểm nhỏ khi sử dụng mặt kính này đó là việc nó bị dính bám mồ hôi, vân tay tạo cảm giác không được thoải mái cho lắm. Nằm ở bên trên màn hình có logo Samsung, camera phụ và cụm cảm biến. Phía bên dưới màn hình gồm có nút Home và hai nút cảm ứng ở hai bên. Cách bố trí các cổng giao tiếp, nút chức năng trên máy cũng rất hợp lý. Đầu tiên là cạnh định của máy cùng với khe cắm SIM. Đối diện là cạnh đáy với cổng sạc micro USB, jack tai nghe 3.5mm và loa ngoài. Tiếp đến là cạnh phải với phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng khi được đặt ở cạnh trái. Các phím này được thiết kế rất dễ bấm, độ nảy, độ đàn hồi tốt, cho cảm giác bấm rất thoải mái. Thứ hai về màn hình, Samsung trang bị S6X một màn hình rộng đến 5,1 inch với độ phân giải UHD 1440x2560 pixel. Mật độ điểm ảnh trên máy cũng khá cao, lên đến 577 dB, giúp cho việc hiển thị hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết. Công nghệ Super AMOLED trên thiết bị này đã được nâng cấp và cải tiến hơn, giúp cho công việc hiển thị hoàn hảo dưới mọi góc độ khác nhau. Màn hình đẹp hơn, hình ảnh rực rỡ và sống động, độ tương phản độ sáng cao. Ngoài ra, công nghệ Super AMOLED còn giúp tiết kiệm điện năng trên máy, và như vậy người dùng sẽ trải nghiệm được S6S được lâu hơn. Việc thiết kế kiểu màn hình cong sang hai cạnh giúp cho không gian hiển thị của người dùng được rộng hơn. Ở phần màn hình tràn sang hai cạnh bên, nó sẽ hiển thị các thông tin như cuộc gọi, tin nhắn, email. Tiếp theo, một ưu điểm trên sản phẩm này là tính năng bảo mật cảm biến vân tay. Cũng giống như thế hệ trước là Galaxy S5, Galaxy 6S cũng được Samsung trang bị tính năng bảo mật cảm biến vân tay tích hợp ngay trên phím Home, nhưng đã được cải tiến và nâng cấp hơn. Thay vì quét để nhận diện vân tay như Galaxy S5 thì ở S6S người dùng chỉ cần chạm là có thể nhận diện được. Chức năng này không chỉ giúp người dùng mở khóa dễ dàng hơn và an toàn hơn, mà còn giúp người dùng khi sử dụng các thanh toán tín dụng được bảo mật và nhanh chóng hơn rất nhiều. Thứ tư về camera,
Smartphone cao cấp này sở hữu bộ đôi camera gồm camera chính 16.megapixel và camera phụ 5 megapixel. Trong đó camera chính của máy hỗ trợ đèn LED flash để người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Trên đây còn được tích hợp công nghệ chống rung quang học và tốc độ lấy nét siêu nhanh, chỉ 0,7 giây cho một bức ảnh. Người dùng có thể ghi lại những phút giây lãng mạn, những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống một cách nhanh chóng mà chất lượng ảnh không bị giảm đi, không bị nhòe và nhiễu. Bên cạnh đó, camera phụ 5 megapixel được nhà sản xuất trang bị cao độ khá rộng là f/1.9. Và điều cuối cùng phải kể đến đó là cấu hình siêu khủng với chip 8 nhân trên sản phẩm này. Siêu phẩm Samsung Galaxy S6s được trang bị bộ vi xử lý Exynos 7420 lõi 8 nhân, bao gồm 4 nhân xung nhịp 1.5GHz Core A53 và 4 nhân xung nhịp 2.1GHz Core A57. Thông thường hiện nay các smartphone được hãng sản xuất của họ sử dụng RAM phổ biến là LPDDR3, nhưng ở trên S6s thì loại RAM này đã được nâng cấp lên thành LPDDR4. RAM trên S6s có dung lượng 3GB hoàn toàn chạy trơn tru các tác vụ đa nhiệm. Đồng thời sử dụng loại RAM này thì điện máy cũng được giảm đi. Ở thời điểm hiện tại thì máy có 3 phiên bản bộ nhớ trong, gồm 3 phiên bản thấp nhất là 32GB, tiếp đến là 64GB và cao nhất là 128GB. Máy không hỗ trợ người dùng mở rộng thẻ nhớ bên ngoài. Đây là một chi tiết khá đáng tiếc trên sản phẩm này. Ngoài ra máy cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh và sạc không dây, giúp cho người dùng chỉ cần sạc 15 phút có thể dùng được 4 tiếng. Mình đã hoàn thành xong video đánh giá chi tiết về sản phẩm Galaxy S6s đang hot của Samsung này. Cảm ơn cửa hàng Nologi đã cho mình một sản phẩm để thực hiện video này. Để có thể sở hữu siêu phẩm Galaxy S6s đang làm mưa làm gió trên thị trường công nghệ hiện nay, các bạn hãy đến với cửa hàng Nologi số 96 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.